Kể từ khi Đài Truyền hình Việt Nam phát động cuộc thi viết bài cảm nhận về cúp của tôi, đã có rất nhiều những bài dự thi được khán giả trên khắp cả nước gửi về cho chương trình. Và sau rất nhiều lần chọn lọc, chúng tôi đã chọn ra những bài viết xuất sắc nhất để đăng tải trên website thetao.vtv.vn. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ cùng gặp gỡ một khán giả hâm mộ mà tình cảm em dành cho giải bóng chuyền VTV Cup đã trở thành động lực mạnh mẽ trong cuộc sống. Bảy năm về trước, tôi đã từng là một cậu bé lóng ngóng và ngơ ngác trong lần đầu tiên được biết đến những con phố nườm nượp treo cậu của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tôi thấy mình thật hạnh phúc, bởi khi đó cũng chính là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt những thần tượng của mình bằng xương bằng thịt, dẫu chỉ là nhìn từ xa thôi. Thú thật, trẻ em ở nông thôn như chúng tôi chẳng bao giờ có đủ tiền để mua vé vào nhà thi đấu, nói gì đến việc là mua vé chợ đen để xem những trận đấu tại VTV Cup. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi như vậy có lẽ lại khiến cho tình yêu của tôi dành cho bóng chuyền ngày một lớn hơn mà thôi. Em thấy là bóng chuyền đã đem đến cho mình rất là nhiều ký ức đẹp, bởi vì là hồi nhỏ thì em rất là nhút nhát và không dám chơi với bạn bè nhiều, nhưng mà nhờ cái tình yêu bóng chuyền thì em đã có thể chơi được với bạn bè, chơi cùng với bạn bè để cùng chơi bóng chuyền, và nó đem lại cho em những tình bạn rất là sâu sắc. Khi có bóng chuyền từ VTV Cup thì không hiểu tại sao mà cái niềm mong mê bóng chuyền đấy nó bắt đầu nảy sinh rất là nó đến rất là nhanh. Tôi em đang học một nghề có liên quan đến phát thanh, và nếu mà được làm một bình luận viên bóng chuyền thì có lẽ là em sẽ rất là thích và sẽ cố phấn đấu để trở thành một bình luận viên thật là tốt cho môn thể thao bóng chuyền mà em yêu thích.